Thủy Tiên bị người lạ tố không hoàn trả tiền ủng hộ lũ lụt chuyển nhầm. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, một tài khoản mạng đã đăng bài chia sẻ vụ việc người này chuyển nhầm 300.000 thành 30 triệu cứu trợ miền Trung cho Thủy Tiên. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vẫn chưa được phía Thủy Tiên hoàn trả. Theo như bài đăng của tài khoản này, cô đã liên lạc được với phía quản lý Thủy Tiên để trình bày sự việc và được hứa sẽ chuyển khoản lại, nhưng sau nhiều tháng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vì quá bức xúc, cô này đề nghị phía Thủy Tiên giải thích lý do chưa hoàn trả lại, mặc dù cô đã gửi đầy đủ sao kê và chứng minh nhân dân. Người này còn tung rất nhiều tin nhắn trao đổi hứa hẹn của hai bên về sự việc này trong suốt thời gian qua. Hiện tại, phía Thủy Tiên vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.